Người đàn ông nào cũng có một hình mẫu người yêu lý tưởng. Và với anh chàng Ho cũng không ngoại lệ. Thế giới quan của Ho thay đổi khi anh gặp nhà tâm lý học xuất chúng Tony Robbins. Khi yêu phải bằng cả trái tim. Và Rosemary, một cô gái có thân hình mập ú, bỗng chốc trở thành tuyệt mỹ trong mắt của kẻ si tình. Gwyneth Paltrow, nữ diễn viên chính giành giải Oscar trong phim Shakespeare Đang Yêu, và diễn viên hài kiêm ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Jack Black sẽ mang đến cho quý khán giả một buổi tối thứ sáu đầy thư giãn và thú vị. Đón xem Chuyện Chàng Ho 21:30 thứ sáu ngày 22 tháng 8 trên Kênh 1 Truyền hình Hà Nội.